Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có các nội dung chính sau đây. Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác chữa cháy rừng tại Hà Tĩnh. Người nuôi heo tại Đồng Nai gặp khó vì heo giống khan hiếm. Tạm giữ và khởi tố hai đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Trong hai ngày qua đã liên tục xuất hiện các điểm cháy rừng tại các huyện Vũ Quang và Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, làm thiệt hại nhiều diện tích rừng. Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đến hiện trường để kiểm tra công tác chữa cháy rừng tại Hương Sơn. Sau khi các đám cháy rừng được cơ bản dập tắt, chiều 30 tháng 6 tại một xã ở huyện Hương Sơn, cháy rừng đã bùng phát trở lại. Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, nhiều lực lượng cùng nhân dân tập trung phương tiện, dùng mọi biện pháp để chữa cháy. Đến 1 giờ rạng sáng nay thì cơ bản khống chế được đám cháy. Ước tính ban đầu tổng số diện tích bị cháy nằm trong khoảng trên dưới 30 hectare, trong đó diện tích rừng bị cháy thiệt hại khoảng từ 7 đến 10 hectare, còn lại chủ yếu là thảm thực bì. Đoàn công tác đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy rừng. Bên cạnh các phương án ngăn chặn cháy rừng lan rộng, cần tập trung khoanh vùng, lập đường băng cản lửa, sử dụng xe cứu hỏa để phun nước phòng cháy cho nhà dân và chuồng trại chăn nuôi. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục trực gác, xử lý cơ bản các tàn lửa nhằm không để bùng phát trở lại. Thêm 6 dịch vụ công được cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, công bố được đưa ra vào sáng nay tại Hà Nội. Đây là kết quả phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Như vậy, tổng số dịch vụ công trực tuyến được nâng lên 725 dịch vụ. 6 dịch vụ công trực tuyến mới bao gồm chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, cấp mới, đổi giấy phép lái xe mức độ 4, nộp tiền xử lý vi phạm hành chính trong hai lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Thanh tra Giao thông Đường bộ và Cảnh sát Giao thông, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Sau 7 tháng đưa vào vận hành, số lượng dịch vụ công trực tuyến được tích hợp cung cấp tăng gấp 90 lần so với thời điểm khai trương. Trung bình mỗi quý thực hiện tích hợp cung cấp khoảng hơn 350 dịch vụ công mới. Việc này nhằm giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện, ước tính tối thiểu khoảng 1.686 tỷ đồng một năm. Thêm vào đó là góp phần loại bỏ tình trạng sách nhiễu tham nhũng vặt trong lĩnh vực hành chính. Một sự việc hy hữu xảy ra tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ao nuôi cá lóc đến thời điểm thu hoạch thì bị sét đánh trúng khiến hàng ngàn con cá phơi trắng bụng. Người nuôi cá thì buồn bã. Theo nhiều người dân chứng kiến, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6, mưa lớn kèm theo sấm sét xảy ra trên địa bàn. Đang trú mưa tại các chòi bên ao nuôi cá, những người nuôi cá nghe một tiếng sét lớn cùng với một khối lửa lớn rơi thẳng với tốc độ nhanh xuống ao cá của ông Nguyễn Văn Hợi, thị trấn Thường Thới Tiền. Chủ nhân cho biết vụ sét đánh trên làm ảnh hưởng đến 4 ao cá gần kề, tuy nhiên thiệt hại nặng nhất là 2 ao cá của ông. Gia đình cùng người dân xung quanh mò và vớt hơn 1,1 tấn cá lóc chết do sét đánh trúng. Hiện lượng cá bị hao hụt vẫn còn nhiều, một số con bị sét đánh trúng nám ngang lưng, gãy xương, lờ đờ trên mặt nước. Nhiều người dân đã mua số cá bị sét đánh của ông Hợi với giá 25.000 đồng, giảm một phần thiệt hại do thiên tai. Sau dịch tả heo châu Phi, người chăn nuôi cả nước đang tích cực tái đàn. Tuy nhiên, nhiều hộ cho biết đang ở trong tình cảnh khó khăn khi bị công ty ép mua cám mới bán heo nái giống. Ghi nhận tại Đồng Nai, nơi được xem là thủ phủ chăn nuôi heo của cả nước. Như nhiều hộ chăn nuôi khác, gia đình bà Nguyễn Thị Sáng cho biết rất khó khăn khi bị công ty ép mua cám mới bán heo nái cho về nuôi. Cứ nghe thấy tiếp thì người ta nói là đóng cửa, họ không cho xuất heo đầu giống heo nái nữa. Đấy, khó khăn lắm, trừ những người ăn cám của họ thì là họ mới bớt ra để cho mình nuôi thôi, là mình phải ăn cám cái công ty đấy. Nhiều người dân khác thì không dám mua vì giá heo giống tăng cao hơn gấp đôi so với thời điểm trước dịch. Heo hậu bị rồi đẻ ra mình gây nên chứ không phải nhập heo con giờ đắt lắm. Giờ mà nhập heo con thì hơi bị gây. Tháng 3 vừa qua, Đồng Nai đã công bố hết dịch tả châu Phi. Nhiều người dân có kế hoạch tái đàn nhưng khó tìm giống. Trước tình hình này, họ đang rất cần sự hỗ trợ từ phía cơ quan nhà nước. Ông Nguyễn Văn Cư, người được mệnh danh là thần đàn, nhờ khả năng di dời, nâng cao, chống lúng nghiêng các công trình xây dựng. Những ngày này, thần đàn đang phải tất bật ở công trường tại xã Lương Quế, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre để nâng một ngôi nhà rường nặng 1.200 tấn, cao lên 1,4 mét so với hiện tại. Ngôi nhà rường có kích thước 25 x 25 mét, được xây dựng kiên cố với nhiều khối gỗ quý. Các vật dụng trong nhà rất nặng, tổng diện tích là 625 mét vuông. Thách thức lần này là làm sao phải giữ được thăng bằng cho ngôi nhà trong quá trình nâng lên. Bởi vì phía sau còn có một khối nhà đúc 2 tầng bằng bê tông,
nặng hơn so với nhà gỗ phía trước. Nếu không khéo, căn nhà sẽ bị lật. Để làm được điều này, thần đèn cư đã huy động hơn 20 nhân công, 34 con đội bằng máy và 12 con đội thủ công. Đầu tiên, công nhân phải đào sâu xuống 4,5 m, sau đó ép 56 cọc bê tông và đổ sàn bê tông để nối các đầu cọc rồi mới nâng cao nhà bằng các con đội. Công trình được cam kết hoàn chỉnh trong vòng 3 tháng, nhưng đến ngày 30 tháng 6, thần đèn mới sử dụng hết 45 ngày và đã hoàn tất công đoạn nâng cao. Đà Lạt vốn được biết đến là nơi hội tụ của muôn vàn sắc hoa. Bên cạnh một số loài hoa đã trở thành biểu tượng, thì gần đây những giống hoa được mang về từ xứ sở khác đã cho ra những vườn hoa độc đáo và mới lạ và thu hút đông đảo du khách. Cánh đồng lavender diện tích 12.000 m² của anh Đậu Công Dũng ở thành phố Đà Lạt tạo nên một cảnh quan thiên nhiên đầy sắc tím thơ mộng. Mình thì mong muốn là ở Đà Lạt nó sẽ có trên bản đồ lavender của thế giới, là một trong những nơi mà có lavender và chất lượng. Thì sau một quá trình làm thì những cái người mà nhập cái sản phẩm của bên mình, người ta đánh giá cái chất lượng lavender Đà Lạt là tương đối tốt. Còn đây là cánh đồng sen, loại hoa vốn chỉ xuất hiện ở vùng sông nước miền Tây. Tuy chỉ mới đi vào khai thác du lịch, nhưng mỗi ngày nông trại đón hàng trăm lượt khách đến tham quan. Miền Bắc hoặc là ở miền Tây, họ sẽ có nhiều hoa sen hơn. Nhưng mà khi mình đến đây rồi, mình cũng có để hoa sen để mình chụp hình. Thì cái cảnh này khiến cho mình cảm thấy đẹp, thấy mình thích thú khi đến đây để mình chụp hoa sen này. Những điều này đã và đang góp phần thúc đẩy ngành du lịch Đà Lạt ngày một phát triển, tăng thêm sự yêu mến cho du khách muôn phương với thành phố hoa. Trong phần tiếp theo, Liên minh châu Âu EU loại Mỹ, Nga và một số nước khác ra khỏi danh sách di chuyển an toàn ban đầu. Trở lại chương trình với phần tin quốc tế. Hôm nay, cảnh sát Hồng Kông Trung Quốc đã bắt giữ nhiều người trong ngày đầu tiên luật an ninh quốc gia mới có hiệu lực ở lãnh thổ này. Luật này vừa mới được thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ 11 giờ đêm ngày 30 tháng 6 theo giờ địa phương. Cảnh sát đã dùng hơi cay để giải tán những người biểu tình tụ tập để kỷ niệm 23 năm Hồng Kông được trao trả về Trung Quốc. Ít nhất 30 người đã bị bắt về tội tụ tập trái phép, vi phạm luật an ninh, cản trở cảnh sát và sở hữu vũ khí. Theo luật an ninh quốc gia mới cho Hồng Kông, Bắc Kinh sẽ lập ra một văn phòng an ninh quốc gia tại Hồng Kông và văn phòng này nằm ngoài phạm vi quyền hạn của chính quyền đặc khu hành chính này. Nhiệm vụ của văn phòng này sẽ là thu thập và phân tích thông tin tình báo và xử lý những vụ án hình sự có liên quan đến an ninh quốc gia. Không cơ quan tư pháp, hành chính và lập pháp nào của Hồng Kông có quyền can thiệp khi nhân viên của văn phòng này thực hiện nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, ông Giang cũng nói rằng vị thế kinh tế đặc biệt của Hồng Kông không phải là điều có thể dễ dàng lấy đi theo ý muốn của ai đó. Thành phố Yamato của Nhật Bản cho rằng việc dùng điện thoại thông minh khi đi bộ là rất nguy hiểm. Do vậy, chính quyền ra quy định có hiệu lực từ hôm nay cấm sử dụng smartphone khi bước đi ngoài đường. Hình ảnh người đi bộ ngoài đường dán mắt vào điện thoại như thế này có thể thấy ở nhiều thành phố Nhật. Nhưng cũng có người phản đối hành vi nơi công cộng này. Em đi học bằng xe đạp nên khá sợ những người vừa xem điện thoại vừa băng qua đường. Một văn bản quy định cấm dùng điện thoại trong khi đi bộ ngoài đường được trình lên Hội đồng thành phố Yamato, Đông Nam Tokyo vào hôm 29 tháng 6. Yamato là địa phương đầu tiên ở Nhật ra văn bản quy định điều này, nhưng quy định không đi kèm biện pháp chế tài người vi phạm. Thay vào đó, thành phố sẽ triển khai nhiều chiến dịch nâng cao nhận thức để người đi bộ bỏ thói quen vừa đi vừa xem điện thoại. Năm 2014, công ty viễn thông di động NTT Docomo tiến hành nghiên cứu cho thấy tầm bao quát của thị giác người vừa đi bộ vừa xem điện thoại thông minh giảm đến 95%, tức là người này chỉ còn góc nhìn bằng 5% bình thường. Liên minh châu Âu EU hôm qua đã loại Mỹ, Nga và một số nước khác ra khỏi danh sách di chuyển an toàn ban đầu. Danh sách này gồm các quốc gia mà EU sẽ cho phép công dân đi lại bình thường kể từ ngày hôm nay 1 tháng 7. Khách du lịch từ các nước như Australia, Canada, Nhật Bản và Maroc sẽ được phép du lịch công tác đến châu Âu từ ngày 1 tháng 7. Nga, Brazil và Mỹ nằm trong số các quốc gia không thuộc diện danh sách an toàn ban đầu để EU tiếp nhận khách du lịch từ các nước này. Tuy nhiên, EU cũng nêu rõ khách châu Âu vẫn có thể đi công tác hoặc du lịch đến Mỹ. EU hiện chỉ cấm khách từ Mỹ vào châu Âu chứ không cấm chiều ngược lại. Ngoài ra, EU cũng cho biết thêm khách Trung Quốc có thể sẽ được tạm thời bổ sung vào danh sách an toàn của họ nếu như chính quyền Bắc Kinh cho phép khách châu Âu vào Trung Quốc. Cuộc bỏ phiếu của EU nằm trong nỗ lực vực dậy ngành công nghiệp du lịch, vốn được xem là một trong những ngành mũi nhọn của nhiều nền kinh tế của lục địa già.
Liệu một hầu tước nước Pháp có tưởng tượng nổi rằng một ngày nào đó ngôi nhà của mình ở Marseille sẽ trở thành nơi triển lãm lớn cho các huyền thoại graffiti của Mỹ? Trong vài ngày qua thì câu chuyện không tưởng này đang diễn ra tại lâu đài Forbin. Tòa lâu đài trang nhã với tháp pháo cao nằm ở vị trí trung tâm thành phố lớn thứ hai ở Pháp, được một gia đình Provence giàu có xây dựng vào thế kỷ 15. Đây là nơi diễn ra cuộc triển lãm. Trên các hành lang, thư viện, dọc theo cầu thang, trên giải, bản vẽ hoặc ảnh chụp, những người tiên phong của nghệ thuật đường phố Mỹ, các nghệ sĩ graffiti, thể hiện tài năng. Tác phẩm của họ từng được các phòng trưng bày New York giới thiệu với công chúng. Chúng tôi trình bày một phong trào hậu graffiti ở New York, tập trung vào những năm 1980-1990. Caroline Pozzo di Borgo, một trong những nhà sưu tập quan trọng nhất loại hình nghệ thuật này trên thế giới, cho biết. Khách tham quan sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tác phẩm của những nghệ sĩ graffiti danh tiếng như Dundee White, B-Boy, Lady Pink, Ramal ZZZ hay Kit Haring. Tiếp theo trong phần sau, Công an Bình Dương truy tìm kẻ trộm đột nhập vào nhà chuyên gia nước ngoài lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Một vụ vận chuyển tàn trữ lâm sản trái phép quy mô lớn bị phát hiện tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin an ninh trật tự. Hai kẻ trộm đi xe máy đã đột nhập vào nhà của một người quốc tịch Đài Loan trong làng chuyên gia The Oasis, khu đô thị Việt Sinh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đối tượng lấy đi nhiều tài sản có giá trị, ước tính lên đến gần 500 triệu đồng. Đến 10 giờ 30 phút sáng nay, Công an Thuận An vẫn đang lấy lời khai nhân chứng và khám nghiệm hiện trường. Theo camera an ninh ghi lại vào lúc 2 giờ 24 phút cùng ngày, hai kẻ lạ mặt bịt khẩu trang, cầm dao và kéo đi vào nhà A38 tại làng chuyên gia The Oasis, căn nhà do chị Chi Su Liên, quốc tịch Đài Loan làm chủ. Sau khi đột nhập vào trong, hai kẻ nhanh chóng lục lọi lấy đi nhiều tài sản có giá trị, gồm 4.000 đô la Mỹ, một máy tính xách tay, một chiếc nhẫn đá quý, đồng thời mở cửa ô tô lục lọi. Khi kẻ cướp đột nhập, trong nhà có 5 người đang ngủ ở trên lầu, chúng đã cầm dao và kéo sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện. Làng chuyên gia The Oasis là những căn biệt thự liền kề, luôn có bảo vệ trực cổng 24/7. Lực lượng công an đang khẩn trương truy tìm các đối tượng. Vào sáng nay, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã kịp thời dập tắt một vụ cháy rừng trong khuôn viên một học viện đóng tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng tại khu vực rừng thông nằm trong khuôn viên Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cơ sở thành phố Đà Nẵng. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Đà Nẵng đã điều 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với dân quân chia làm nhiều mũi tiếp cận đám cháy. Sau hơn 1 giờ, đám cháy được dập tắt, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Hàng chục viên đạn, hai thanh kiếm, đó là những vũ khí vật liệu nổ được phát hiện trên một xe ô tô tải. Vụ việc xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Hôm nay, lực lượng chức năng tại tỉnh Phú Yên kiểm tra xe tải do tài xế Trương Công Viên, 27 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng, điều khiển và phát hiện ra những hàng nóng này. Ngoài hai thanh kiếm bằng kim loại dài 83cm, rộng 8cm, 50 viên đạn, trên xe còn 100 bao thuốc lá ngoại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo nhận định ban đầu, số lượng đạn này dùng cho súng thể thao và có tính sát thương cao. Do số hàng hóa này đều là hàng nóng, có tính chất phức tạp, nên các lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục điều tra xử lý. Một vụ vận chuyển tàn trữ lâm sản trái phép quy mô lớn bị phát hiện tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Hôm nay, Công an tỉnh cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc. Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 29 tháng 6, lực lượng trinh sát phát hiện hai xe ô tô vận chuyển hàng chục khúc gỗ có dấu hiệu khả nghi, giao xứng gỗ mang bản hiệu Hùng Ni. Các xe này đều được tháo hết băng ghế. Kiểm tra nhà kho rộng hàng ngàn mét vuông của doanh nghiệp, lực lượng công an tiếp tục phát hiện hàng trăm khúc gỗ căm xe bằng lăng đang được tập kết tại đây. Bên cạnh đó, ở cổng của nhà xưởng có một xe container và một xe tải đã được chất gỗ lên nhưng chưa kịp vận chuyển. Tại thời điểm kiểm tra, chủ doanh nghiệp không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số gỗ trên. Hiện lực lượng công an đang phối hợp cùng hạt kiểm lâm huyện Chư Sê kiểm đếm khối lượng số gỗ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hai đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, đó là Đỗ Văn Quên sinh năm 1986 và Van Na Linh sinh năm 1983 cùng trú tại tỉnh Kanda của Campuchia. Trước đó, vào tối ngày 18 tháng 6, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng Quên và Nát sử dụng vỏ lãi đi từ Campuchia sang xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang để rước Đặng Thị Thu Thảo, Quỳnh Thị Ngọc Anh và Sen Sok Ni Visa đưa sang Campuchia. Công an đã bắt giữ được Quên, Anh và Sa, còn Nát và Thảo nhảy xuống sông bỏ trốn.
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Thảo trốn trong nhà dân nên mời về làm việc, còn Nát bỏ trốn đến ngày 26 tháng 6 ra đầu thú. Bước đầu, Quynh và Nát khai nhận, từ đầu tháng 6 đến khi bị bắt đã đưa trót lọt khoảng 15 người qua Campuchia với tiền công từ 250.000 đến 300.000 đồng một người. Công an huyện An Phú đang hoàn tất hồ sơ xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật. Còn Ngọc Anh, Thảo và Sa bị xử phạt hành chính về hành vi xuất cảnh trái phép. Hình ảnh đàn cá sông tự nhiên trên bến sông của nhà ông Đinh Vũ Tâm ở An Giang từng nổi tiếng nhờ hàng loạt báo đài và mạng xã hội đưa tin. Tuy nhiên, gần đây chúng đang phải đối diện với nguy cơ tận diệt vì hoạt động đánh bắt lén lút của các chủ ghe cào và đối tượng xiệt điện trái phép. Để cứu vãn tình hình trên, trước mắt ông Tâm và gia đình đã bỏ tiền túi để mua nguyên vật liệu làm rào nổi tạm thời. Ông hy vọng đàn cá sẽ được an toàn để sinh sống trong khu vực bến sông nhà mình. Ta đánh bắt hoài, làm neo để mà cho anh em nó đừng cào vô trong cái khu vực của mình. Cũng mong cũng như là chính quyền địa phương ở đây hỗ trợ bảo vệ cho đàn cá này, cho bảo tồn gì đó. Tại vì mình thấy nó thiên nhiên, cũng như là nó đẹp, như là những cái khu du lịch vậy đó. Đàn cá tự nhiên hàng ngàn con này đã xuất hiện cách đây vài tháng. Tuy nhiên gần đây, khi có tình trạng đánh bắt lén lút, lượng cá ngoi lên ăn ít hơn hẳn. Là ta xịt, thì ăn lứ, ta ủi xịt đồ đó. Cũng có, mà cũng có phiên anh em ta vô, ta bắt quà. Hổm rài như bị đánh bắt rồi nó cũng bớt lên ăn đó, rồi cũng cảm thấy buồn. Việc chăm sóc bảo vệ đàn cá sông tự nhiên của người dân xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện vì môi trường. Tuy nhiên, những nỗ lực tự thân nhỏ lẻ sẽ là không đủ. Xếp 36 món ăn vặt Trung Quốc là một mặt hàng đang gây hot và được bán tràn lan trên thị trường Việt Nam trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về nguồn gốc, thông tin cơ bản và chất lượng của sản phẩm còn mập mờ, có thể mang đến nhiều nguy cơ cho người tiêu dùng. Tìm qua một số trang bán hàng trực tuyến, người dùng dễ dàng tìm được sản phẩm xếp 36 món ăn vặt Trung Quốc này với giá dao động từ 60 đến 150.000 đồng. Thì là mình cũng mới thử gần đây thôi, bên ngoài sặc sỡ. Nhưng mà khi mà ăn thử thì nó rất là béo và nhiều dầu mỡ. Mà đặc biệt là nó đệm rất là nặng mùi nữa. Tuy cùng trong một set, nhưng mỗi món lại có ngày sản xuất khác nhau và đều không có hạn sử dụng. Theo chuyên gia dinh dưỡng, người tiêu dùng có nguy cơ gặp rủi ro như nhiễm độc thức ăn và có thể dẫn đến ung thư khi sử dụng. Nếu mà chiên rán với cái độ mà vàng nó đậm á, thì nó ra cái chất hại cho cơ thể. Ví dụ như acid acrylamic chẳng hạn, thì nó là nguy cơ tiềm tàng cái vấn đề ung thư. Rồi chưa kể là sử dụng phẩm màu công nghiệp, thì đây là một cái vấn đề là rất là có hại cho sức khỏe. Để bảo đảm sức khỏe cho bản thân và gia đình, người tiêu dùng cần cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn thức ăn, nhất là những sản phẩm không mang nhiều giá trị dinh dưỡng và độ an toàn thấp. Trong phần tin cập nhật cuối chương trình hôm nay, Mỹ ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng theo ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Tai nạn liên hoàn giữa xe container và ba xe tải trên quốc lộ 1 là một người bị thương, còn giao thông thì ùn tắc nghiêm trọng. Trưa nay, một vụ tai nạn liên hoàn giữa xe container và ba xe tải đã xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Vụ tai nạn làm một người bị thương, giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Theo đó, khoảng 11 giờ, xe tải nhỏ biển số 60C44873 chạy trên quốc lộ 1 hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn qua dốc Thiên Thu, phường Bình Thắng, thì tài xế bất ngờ thắng gấp. Lúc này, hai xe tải chạy cùng chiều phía sau cũng đạp thắng để tránh va chạm. Tuy nhiên, xe container biển số 57K9128 không kịp xử lý tình huống, nên đã ủi văng ba xe tải phía trước. Sau va chạm liên hoàn, hai chiếc xe tải xoay ngang chắn trên đường, xe container lao vào giải phân cách. Giao thông trên quốc lộ 1 ùn tắc kéo dài, một tài xế xe tải bị thương phải nhập viện cấp cứu. Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo báo New York Times, Mỹ ngày 30 tháng 6 đã ghi nhận thêm hơn 48.000 ca mắc COVID-19, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Đây là lần thứ tư trong vòng một tuần, Mỹ ghi nhận mức tăng theo ngày cao kỷ lục. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Mỹ hiện là hơn 2.600.000 ca, trong đó có hơn 127.400 ca tử vong. Theo dữ liệu của New York Times, số ca bệnh mới tại Mỹ đã tăng 80% so với cách đây 2 tuần. 8 bang ghi nhận mức tăng theo ngày cao kỷ lục là Alaska, Arizona, California, Georgia, Idaho, Oklahoma, South Carolina và Texas. Bang chịu thiệt hại nặng nề nhất vẫn là New York, với hơn 393.300 ca bệnh và 31.400 ca tử vong.
Cũng trong ngày 30 tháng 6, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci cảnh báo, số ca mắc COVID-19 tại nước này có thể tăng lên mức 100.000 ca mỗi ngày nếu như nước này không thực hiện các biện pháp đẩy lùi đại dịch. Chương trình 60 giây tối hôm nay của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin hãy tiếp tục cập nhật các thông tin trong chương trình 60 giây sáng mai, được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.